Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ, mà theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông đã cho biết là Nga thiệt hại nặng nề ở khu vực Donetsk, Lugansk và luôn cả ở vùng Kharkov hiện tại, mà Nga đang tấn công dồn dập vào ở Volgograd cũng như tất cả các khu vực khác. Kính thưa bạn, thì đầu tiên Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào đảo Crimea cũng như những khu vực khác của Nga, gây cho Nga thiệt hại nặng nề trong ngày hôm qua và sáng hôm nay. Nói đến lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy một chiếc phà của Nga, một chiếc phà từ đảo Crimea cũng như những khu vực khác mà chở vũ khí ở đoàn tàu xe lửa đi qua chiếc phà này đã bị hư hại nặng nề. Đó là theo Ukraine đã công bố. Và còn lại về tình hình chiến sự ở tại Volgograd trong ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, thì lực lượng quân đội Ukraine đã bắn hạ là một chiếc Su-25 của Nga, ở giữa lúc hai chiếc Su-25 cùng để quân kích và yểm trợ cho bộ binh của Nga tấn công vào khu vực này, thì bị lực lượng quân đội Ukraine phòng không giáp dây đã bắn hạ chiếc Su-25, còn lại một chiếc thứ hai hốt hoảng và bỏ chạy. Theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã công bố cho biết, tình hình chiến sự thì hiện nay Nga tấn công dồn dập vào ở Volgograd cũng như ở khu vực của Andriivka thuộc miền Bắc hiện tại, mà Nga cho rằng đã đạt được thành công và chiếm được một khu dân cư. Kính thưa bạn, phía Ukraine thì chưa có thông báo về sự vụ này, nhưng tình hình chiến sự theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông cho biết trong những ngày qua và lực lượng quân đội Ukraine đã làm cho Nga thiệt hại nặng nề, đặc biệt nhất là với những đơn vị của Nga đang chi viện về chiến trường này là một đoàn xe thiết giáp của Nga, từ xe tăng lẫn cả xe bọc thép, hàng chục chiếc đã bị máy bay không người lái quân kích và phá hủy, trên dưới gần 10 chiếc. Đó là những gì về cuộc chiến ở vùng Donetsk hiện tại xảy ra trong 24 giờ. Nga tấn công liên tục lên tới là 24 đợt xung phong của Nga, thì bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công đó, và Nga thương vong vô số kể. Theo lời của ông Shiki, ông đã cho biết, còn lại về tình hình chiến trường ở tại miền Bắc thuộc tỉnh Kharkov cũng như quận Volchan, Sumy, Kupiansk, Gobotyne và Volyda, tất cả các khu vực này Nga đồng loạt tấn công rất nhiều, cũng như những gì mà Nga đã tuyên bố là vào ngày hôm qua lực lượng của Nga đã bắn một trái tên lửa Kalin và làm cho 50 binh sĩ cố vấn nước ngoài đã tử vong ở tỉnh Kharkov. Thì vấn đề này Ukraine cũng không có lên chi tiết và cho biết, nhưng tình hình hiện tại theo các báo chí bình luận cho rằng trong những ngày qua Nga đã thiệt hại con số rất nặng nề qua những cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng quân đội Ukraine thuộc ở tỉnh Kharkov, quận Volchan. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công. Còn lại về tình hình ở tại miền nam của Ukraine như ở tại Kherson, Zaporizhia, Melitopol và Mariupol, thì những cuộc chiến vẫn đang tiếp tục giằng co giữa hai bên bất phân thắng bại, hai bên đấu pháo với nhau cũng như những cuộc đụng độ lẻ tẻ thời gian kéo dài chưa đầy 20 phút quân Nga rút quân, theo tin tức từ miền nam Ukraine đã cho biết. Còn lại về tình hình chính trị cũng như đất nước của Ukraine hiện đang diễn ra như sau với các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là với cố vấn an ninh của Ukraine đã thông báo cho biết tình hình hiện nay là đất nước Ukraine đang ổn định và các khoản tiền mà Hiệp hội châu Âu đã hỗ trợ cho Ukraine lên tới hàng chục tỷ đô la và không thể bị dỡ nợ, cũng như luôn cả ngân hàng thế giới gia hạn thêm cho Ukraine đến năm 2029 thì bắt đầu mới trả tiền lãi, tiền lời của ngân hàng này, theo những gì mà từ cố vấn an ninh Ukraine đã cho biết. Còn lại việc ông Kuleba, ông đến ở tại Bắc Kinh và một cuộc đàm phán là với Trung Quốc để chấm dứt một cuộc chiến tranh hiện tại mà Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, thì ông Kuleba gặp
Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Dương Nghị và bàn bạc qua với tình hình hôm nay như sau. Ông Kulwa, ông cho biết nó vai trò hiện nay và Trung Quốc đứng vào cái vai trò để giải quyết cuộc hòa bình ở đất nước Ukraine. Điều đó chúng tôi rất cần và chúng tôi mong muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh đó. Cũng như hiện nay ngay xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, cái giải pháp hòa bình hiện tại đó là cái giải pháp cần phải được giải quyết hiện nay mà bắt buộc Nga phải rút quân và trao trả lãnh thổ đất nước Ukraine. Hiện tại mà Nga đã xâm lăng 4 tỉnh lỵ của Ukraine cũng như luôn cả đảo Crimea, theo lời ông Kulba, ông đã trao đổi lời giới Dương Nghị ở tại Trường An, thành phố thủ đô cũ của đất nước Trung Quốc. Đó là những gì từ lời phát biểu của ông Kulba. Ông hiện đang có mặt ở tại Trung Quốc và vẫn tiếp tục làm việc. Còn riêng về Tổng thống Zelensky thì ông cũng có cuộc trao đổi lời giới quốc vụ khanh của Tòa Thánh Vatican. Và Tổng thống Zelensky ông cũng lên tiếng. Ông nói chúng tôi muốn hòa bình và chấm dứt chiến tranh, nhưng quyền lợi của đất nước chúng tôi bắt buộc Nga phải trao trả lãnh thổ cho Ukraine, 4 tỉnh lỵ Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và cả đảo Crimea. Vì vậy là cuộc hòa bình này có đạt thành công hay không, cũng như những ngày sắp tới, ông cũng cảm ơn đến là Tòa Thánh Vatican đã ủng hộ Ukraine qua cuộc họp thượng đỉnh ở tại Thụy Sĩ vừa qua. Và tình hình hiện nay về chiến trường ở Ukraine, Tổng thống Zelensky ông cho biết, ông nói cuộc chiến càng kéo dài thì càng khổ cho người dân và kinh tế của đất nước Ukraine sẽ chặn lại và khó có thể đạt được thành công. Vì vậy, muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh này, bắt buộc Nga phải rút quân. Đó là theo lời của Tổng thống Zelensky. Ông cảm ơn đến Tòa Thánh Vatican ủng hộ cũng như duy diệt là một dình đai ở bên ngoài để chuẩn bị một cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 11 tới đây. Đó là theo lời của Tổng thống Zelensky. Kính thưa bạn, còn lại vấn đề bộ quốc phòng Ukraine thì hôm nay đã lên tiếng cho biết nó hiện nay là chúng tôi đang rất cần về mặt vũ khí để tấn công ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Chúng tôi muốn xé gào để tấn công, muốn có giải pháp hòa bình. Đó là giải pháp cần phải được xé gào bằng vũ khí của Hoa Kỳ và phương Tây hỗ trợ cho chúng tôi. Bây giờ thì Hoa Kỳ, như các bạn đã biết, vừa qua với lời của Tổng thống Biden, ông đã cho phép là Ukraine tập kích bằng quả tiện ATACMS ở tầm bắn 300 cây số. Nhưng những vũ khí đó của Nga bây giờ thì nó dời xa hơn, tức là Nga đã rút kinh nghiệm và lo sợ rằng những cuộc tấn công sẽ đi đến ác liệt mà Ukraine cần có vũ khí đó. Thì bây giờ Nga dời đi xa với tầm bắn qua tiện ATACMS không đạt được mục tiêu vì không phải đến ở sát một bên bắn được, kính thưa bạn. Vì vậy là Ukraine chỉ vượt ở cái mức là 150 cây số ngoài trừ đảo Crimea. Còn lại vấn đề hiện nay mà Ukraine đã lên tiếng là chúng tôi hiện đang cần những vũ khí đó, cũng như chúng tôi sẽ tự quyết định và giải quyết ở chiến trường. Chúng tôi sẽ tự sản xuất vũ khí của chúng tôi, cá nhân của chúng tôi để tấn công xa hơn. Mục tiêu ngày hôm nay đó là chúng tôi phải tự lực tự cường. Tự lực tự cường để chúng tôi có đủ khả năng phòng thủ và chiến đấu. Hiện đang kêu gọi Hoa Kỳ và NATO hãy hỗ trợ và cung cấp công nghệ để cho Ukraine sản xuất hỏa tiễn tầm xa. Theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Ukraine, ông đã công bố. Thì trong những ngày qua và cho đến hôm nay, thì nói đến về việc mà Ukraine sản xuất hỏa tiễn tầm xa lẫn cả máy bay không người lái và xuồng cảm tử, thì các bạn đã thấy là đạt được mục tiêu thành công. Trong đó có cả Google cung cấp ở chiến trường Google từ tải thương và ở những khẩu đại liên để tấn công. Mục tiêu Ukraine ngày hôm nay đó là giành độc lập tự quyết của mình để bảo vệ đất nước. Với tình hình hiện tại này thì Ukraine đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề quân sự cũng như vũ khí vân vân. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Nga. Tin tức Nga hôm nay thì nói rất nhiều về tin tức của Nga.
Với hiện tại binh lực của Nga đang thiếu thốn trầm trọng thì bắt đầu Nga kêu gọi những thanh niên của đất nước Nga gia nhập vào quân đội sẽ được một tiền thưởng khổng lồ lên tới 22.000 đô la, là tương đương với 1.900.000 rúp tiền của Nga, kính thưa bạn. Tại sao Nga lại thưởng tiền này cho những người thanh niên của Nga tình nguyện gia nhập vào quân đội, vào chiến trường ở tại Ukraine? Theo các báo chí bình luận cho rằng Putin hiện nay là không dám để huy động quân đội, không dám đợt hai, cũng như không dám là huy động toàn lực của thanh niên của đất nước Nga, sợ rằng một cuộc bùng nổ sắp tới. Và ngay bây giờ nói đến là quân đội của Nga đang bất ổn, chẳng hạn như ở tại Bengut và cặp biên giới. Hiện nay mà quân của Nga đã cướp tài sản của người dân của Nga ở Bengut, mà các báo chí bình luận và luôn cả đất nước của Nga cũng đã thông báo nói đến quân của Nga ăn cướp tài sản của người dân ở Bengut. Những khu vực mà chiến địa đang căng thẳng giữa hai bên đang đấu pháo với nhau, cũng như luôn cả rocket và hỏa tiễn HIMARS đã tấn công vào ở khu vực biên giới này, thì Nga di dời người dân, và người dân chỉ bỏ của chạy lấy người, chỉ mang được quần áo hay những cái gì khác, còn lại tài sản của người dân ở cặp biên giới thì quân của Nga vào cướp bóc. Ây cha, phải nói cướp bóc con số đáng sợ chưa từng có. Có cái gì lấy cái nấy, tất cả mọi thứ đều gom tài sản của người dân Nga và bắt dân Nga đuổi đi khỏi khu vực dùng chiến sự đang căng thẳng. Hiện nay trong ngày hôm qua nói đến là tên lửa của Nga phản chủ bắn hạ trực thăng K-52 của Nga. Cái chuyện này thì nói về Nga thì tên lửa phản chủ nhiều lắm, kính thưa bạn. Không biết hệ thống phòng không của Nga như thế nào mà trong khi trực thăng K-52 đã bay quần ở bên trong và yểm trợ cũng như bảo vệ quan sát về tình hình như sao, nhưng tên lửa của Nga đã bắn trúng ngay trực thăng K-52 của mình đã bị rơi. Đó là theo tin tức từ Nga đã thông báo, người dân ở Bengut đã cho biết. Nói đến tin tức về Nga hiện nay thì vô số kể về tình trạng hỗn loạn ở quân đội trong những ngày qua ở Bengut. Họ cũng bắn với nhau về tình trạng cướp bóc diệt dọc, ở nhà là quân ta bắn quân mình vì ăn cướp với nhau, kính thưa bạn, là hàng chục người đã tử vong dưới trước tình cảnh quân của Nga đang hỗn loạn. Mà những gì các báo chí bình luận cho rằng là quân của Nga hiện nay không còn tinh thần chiến đấu khi những trận đánh vừa qua, cũng như hiện tại ngay bây giờ, đặc biệt nhất là khu vực ở Kharkov, Nga bị bại trận, quân không còn tinh thần chiến đấu mà họ đang nhu nhược, cũng như uống rượu say, bắn lộn với nhau. Nhiều tình tiết về quân đội của Nga ở khu vực Kharkov, đó là chi tiết về nói chuyện quân của Nga đang rơi vào tình trạng hỗn loạn ngày hôm nay, kính thưa bạn. Còn lại vấn đề lời phát biểu của phát ngôn nhân của Nga, ông Peskov, lên tiếng và cảnh cáo là giới châu Âu với những kẻ mà đã cướp tiền tài sản của Nga để giao cho Ukraine lên tới là 1.5 tỷ đô la, cái khoản tiền lời mà từ đây cho đến đầu năm của năm 2025 thì Hiệp hội châu Âu sẽ giao tiếp cho Ukraine con số là 4.5 tỷ đô la. Đây là tất cả các khoản tiền lời. Thì ông Batko đã lên tiếng cho biết, nói những kẻ cướp, những kẻ mà lấy tiền của Nga, tài khoản đóng băng lên tới 300 tỷ đô la, tịch thu này để giao cho Ukraine, thì họ sẽ có câu đáp trả và họ sẵn sàng đáp trả tức tắc. Họ không bao giờ để cho sự vụ đó quay trở lại lần thứ hai. Mà không biết ông Batko, ông lên tiếng điều này, ông nói là những kẻ đã cướp thì không biết ai cướp của ai, kính thưa bạn. Nga thì cướp lãnh thổ đất nước Ukraine, cướp lúa mì và nhiều chuyện khác ăn cướp, thì Ukraine cần có nguồn tài chính, nguồn lực vũ khí để chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của mình. Hiệp hội châu Âu lấy tiền của Nga và cung cấp cho Ukraine, thì cái khoản tiền lời này là chỉ là cái nhỏ, còn lại cái khoản 300 tỷ đô la
là có khoản đó mất khoản lớn, và tương lai cuộc chiến kéo dài thì Nga sẽ mất trắng 300 tỷ, hay là một cuộc hòa bình đàm phán để chấm dứt chiến tranh bắt buộc Nga phải bồi thường về chiến tranh ở Ukraine từ nhân mạng của người và tài sản cũng như đất đai của Ukraine bị tàn phá, bắt buộc Putin phải bồi thường, thì các khoản tiền mà Nga không thể nào đủ tiền để bồi thường. Vì vậy các khoảng 300 tỷ đô la này là dành riêng cho Ukraine thời gian kéo dài hiện nay, và cuộc chiến có thể là chấm dứt trong thời gian tới. Đây chỉ là dự đoán chứ chưa xác định cụ thể. Nhưng phía Nga thì cho rằng cuộc chiến có thể kéo dài đến 10 năm sau. Vì vậy tình hình hiện nay về đất nước Nga đang rơi vào một trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế, khi mà ông Beko đã lên tiếng với vấn đề này. Hiện tại, kính thưa bạn, thì chúng ta đang thấy khi mà Nga đang tức giận thì nổi cơn điên, nào là lệnh truy nã bắt người này người kia, cũng như đáp trả với G7, tất cả các sự quyết định lấy cái khoản tiền lãi của Nga 300 tỷ đô la này, khi từ G7 quyết định, thì ông Beko cho rằng kẻ nào dám tịch thu tài sản của Nga, tiền bạc của Nga, đó là kẻ cướp, và Nga sẽ có hành động đáp trả trong những ngày sắp tới. Đó là lời của ông Petko đang nêu ra chi tiết. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới Nga sẽ làm gì với G7 và quyết định của Hiệp hội Châu Âu. Đó là tình tiết về đất nước Nga trong 24 giờ. Còn lại vấn đề quân đội của Nga hiện là đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về vấn đề nhân lực và xe tăng. Ây cha, vấn đề này đang nhức nhối cho Putin. Putin đã tuyên bố nhiều lần về vấn đề sản xuất xe tăng của Nga là hàng năm lên tới 2.000 chiếc xe tăng với vũ khí tối tân. Thì nhìn qua những chiếc xe tăng ngay bây giờ ở tại chiến trường Ukraine, thì kính thưa bạn, xe tăng không ra xe tăng, con nhím thì cũng không ra con nhím, mua rùa thì cũng không ra mua rùa, vì lo sợ máy bay không người lái của Ukraine tập kích tấn công. Sự thiệt hại đó quá nặng nề. Bây giờ thì còn lại vấn đề xe chủ lực của Nga ở trong nước không dám xuất kho, cũng như đây là việc bảo vệ đất nước Nga, nếu như không có đủ xe tăng thì khó có thể. Vì vậy Nga đang tìm cách nào về vấn đề ngồi lại cuộc đàm phán để kéo dài thời gian để Nga đủ sức sản xuất xe tăng và khí tài quân sự, vũ khí. Vì vậy, theo lời của Tổng thống Zelensky, ông nói, nếu như một cuộc hòa bình mà nhượng đất và đổi lấy một cuộc hòa bình đó, chúng tôi không bao giờ chấp thuận cái điều kiện đó. Hiện tại, để cho Nga có đủ sức để tấn công lại chúng tôi thời gian sau, vì miệng của Putin đã từng tuyên bố lãnh thổ đất nước của Ukraine là thuộc của Nga. Ở trước kia, cuộc xâm lăng này là nội bộ với nhau, là để giải quyết vấn đề dùng biên giới lấy đất nước Ukraine làm dùng điểm. Nhưng tương lai đó không có, mà nó còn nhiều hơn nữa. Hiện nay, kính thưa bạn, nói về Nga, hệ thống phòng không của Nga đang thiếu thốn, đặc biệt nhất là Nga phải bảo vệ những nơi cơ sở hạ tầng về kinh tế, dầu hỏa, ga khí đốt và nhiều mặt khác. Vì vậy là Putin đang khủng hoảng trước tình cảnh này, và tên lửa của Nga từ S-300, S-400, S-500, Nga cho rằng đạt thành công mục tiêu bắn hạ tất cả. Nhưng hạ đâu không thấy, mỗi khi mà lực lượng quân đội Ukraine tập kích bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ đất nước của Nga lên tới hàng ngàn cây số, thì bắn hạ hoàn toàn, nhưng mà bị những mảnh vỡ đó rơi xuống làm hư hại, làm cháy nổ, chứ còn không có chiếc nào được dạng tròn mà Nga đã bắn hết tất cả. Đó là phía Nga đã công bố ở trước tình hình này, kính thưa bạn. Thì các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, nhận định về tình hình giữa Nga và Ukraine ngày hôm nay, và cuộc chiến có thể là Nga muốn đóng băng. Nhiều lần Putin đã lên tiếng vấn đề này, đóng băng cuộc chiến, mà Ukraine thì không chấp thuận điều kiện đó. Một điều kiện là phải chấm dứt chiến tranh, Nga phải rút khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy, cuộc họp Sương Hòa Bình vào tháng 11 tới đây thì có Nga tham dự. Chúng ta hãy chờ xem như vậy là sự có mặt của ông Lagos, Bộ Ngoại giao của Nga,
và phái đoàn của Nga về cuộc hòa bình này như sau, với trên dưới là hàng trăm quốc gia tham dự sắp tới đây, theo những gì từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ nhận định về tình hình đất nước Nga trong những ngày qua và cho đến nay. Hầu như tiếng nói của Putin mặc dù âm tính, vì Putin đang lo sợ rất nhiều, đặc biệt nhất là giữa hệ thống máy bay không người lái của Ukraine đang bao vây ở Moscow và cũng có thể chọc thủng vào ở những căn cứ quân sự và sân bay của Nga. Vì vậy là Putin hốt hoảng, hãy đặt cái vậy là hàng chục hệ thống phòng không tầm thấp chung quanh khu vực của Putin đang ở. Đó là chi tiết về đất nước Nga trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu đang diễn ra ngày hôm nay, đặc biệt nhất là với ông Hungary đang đe dọa đến Ukraine và gửi một tối hậu thư cho Ukraine. Nói đến vấn đề Ukraine đã khóa đường ống dẫn dầu ở đất nước Ukraine, và đường ống dẫn dầu này thì lệnh trừng phạt của Ukraine đã tuyên bố. Vì vậy Ukraine khóa đường ống dẫn dầu hiện nay làm cho Hungary và lẫn cả Slovakia bị đứt đoạn và không có nguồn lực về dầu hỏa, năng lượng để giải quyết tình hình cấp bách hiện tại. Thì theo lời Bộ Ngoại giao của Hungary cho biết, nói tôi gửi một tối hậu thư cho Ukraine, nếu như Ukraine không giải quyết và không mở đường ống dẫn dầu, kính thưa bạn, thì bắt buộc chúng tôi sẽ ngăn chặn hoàn toàn về tài chính mà Hiệp hội châu Âu hỗ trợ cho Ukraine, luôn cả khí tài quân sự. Đấy, cha dọa với nhau. Nhưng mà Hungary thì các bạn có biết, từ trước tới nay đều lên tiếng điều này. Và ngay bây giờ, tức là thủ tướng của Hungary lại là một chức chủ tịch luân phiên ở Hiệp hội châu Âu, mà nhiều lần đã tuyên bố là sẽ tước quyền chủ tịch của ông. Vì vậy là đang đe dọa đến đôi bên, mà Ukraine hiện tại chưa lên tiếng về vấn đề tối hậu thư của Hungary gửi cho Ukraine. Vừa qua ông cũng đã kêu gọi Hiệp hội châu Âu và gửi lên tòa án Hiệp hội châu Âu để giải quyết vấn đề này. Nhưng theo tin tức từ châu Âu đã cho biết là giải pháp của Ukraine hợp lý và hợp pháp. Tại sao hợp lý hợp pháp? Đó là theo hưởng ứng và cũng như lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ và Hiệp hội châu Âu với tất cả các quốc gia mà mua dầu hỏa của Nga, hiện nay đều cắt đứt tất cả, trong đó có cả Đức. Đức thì đã hết hợp đồng và Pháp cũng hết hợp đồng vào cuối năm nay, mà Pháp thì không lên tiếng về vấn đề cắt đường ống dẫn dầu và nhiều chi tiết khác về tình hình mà Nga lợi giới châu Âu hiện tại về vấn đề năng lượng dầu hỏa. Nhiều tình tiết đang sự căng thẳng với ông Hungary. Ông Hungary thì đang hốt hoảng trước tình cảnh này, bây giờ chạy đôn chạy đáo tìm giải pháp nào, nhưng lại là đe dọa Ukraine dùng tối hậu thư, nếu như không thì ngăn chặn cái tài khoản tiền hỗ trợ cho Ukraine. Đó là chi tiết về ông Hungary. Còn lại Slovakia thì không lên tiếng điều này, mà Slovakia cho rằng là Ukraine hiện đang làm khó dễ quốc gia của ông. Đó là chi tiết về Hiệp hội châu Âu và tình hình hiện nay, cũng như nói đến việc F-16 hỗ trợ cho Ukraine là lên tới 60 mấy chiếc đợt đầu tiên, kính thưa bạn, từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Anh Quốc. Ở tất cả các quốc gia này giờ huấn luyện phi công và hỗ trợ máy bay, những chiếc máy bay F-16 đã hết định kỳ nhưng nâng cấp trở lại và tiếp tục để hoạt động chiến đấu. Lực lượng quân đội Ukraine đã trở thành là một quốc gia sử dụng vũ khí hoàn toàn của NATO. Vì vậy chiến lược này làm cho ông Hungary đang tức giận, và nhiều chi tiết khác về vấn đề máy bay F-16 bao giờ đến ở đất nước Ukraine, sẽ xuất hiện thời gian nào. Hiện nay thì theo chính phủ của Hà Lan đã cho biết là việc hỗ trợ F-16 Ukraine sẽ sớm nhận được cuối tháng này. Bây giờ thì kính thưa bạn đã là 24, còn lại những ngày sắp tới thì Ukraine sẽ có F-16 mà các bạn và lẫn cả UN đang mong đợi
sự xuất hiện của F-16 ở tại chiến trường Ukraine ra sao và tình hình cục diện có thay đổi hay không? Theo Anh Quốc, nhận định cho rằng là F-16 không phải thay đổi cục diện của nó, mà có thể hỗ trợ cho Ukraine để bảo vệ bầu trời cũng như ngăn chặn được từ tên lửa và máy bay không người lái. Đó là chi tiết về Anh Quốc đã nhận định. Còn lại về tình hình chiến trường Ukraine hiện nay, mà lực lượng quân đội Ukraine bao giờ phản công và phản công có đạt thành công hay không, Anh Quốc cũng cho biết, nhìn qua hình ảnh vệ tinh và cuộc chiến ngày hôm nay thì Ukraine có thể đạt được nhiều thành công nếu một khi phản công, vì từ vũ khí và hỏa lực của Ukraine đã có đầy đủ khi Hoa Kỳ và phương Tây đã hỗ trợ, nói đến là một trong loại xe tăng M2 chủ lực dòng xe bọc thép này, nhìn qua ở bên ngoài ở chiến trường thì nó rất là bình thường, có thể nói giống như một chiếc M113, nhưng khẩu pháo 25 ly ở trên và thêm 6 quả đạn chấm tăng Towatt với những loại hỏa tiễn ở tầm bắn đến 5 cây số chính xác trúng mục tiêu, và khẩu pháo 25 ly đó là cái chỗ chết người của quân Nga từ xe bọc thép lẫn cả xe tăng T-72 hay là T-60, T-80 của Nga đều bắn xuyên thủng tất cả, trong đó có cả TS-90. Theo những gì mà lực lượng quân đội Ukraine đã từng là chiến đấu với quân Nga ở trên chiến trường từ miền Đông, miền Nam và lẫn cả miền Bắc của Ukraine trong hơn 2 năm qua, kính thưa bạn, đó là theo Anh Quốc nhận định về tình hình hiện nay. Còn lại vấn đề là Ukraine bao giờ phản công, Anh Quốc cho rằng là ngày đó sẽ gần hơn và Ukraine sẽ quyết định việc phản công này qua những gì từ lời của các báo chí Anh Quốc đã nhận định, cũng như cuộc họp vừa qua là với Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ giữa Ukraine và Hoa Kỳ, nhận định cho rằng là cái cuộc họp này rất quan trọng với Ukraine. Đó là chi tiết về tình hình báo chí ở tại Anh Quốc nhận định về cuộc phản công sắp tới của lực lượng quân đội Ukraine, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình đặc biệt, đó là ở tại Trung Đông đang diễn ra, và chỉ gì khi Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu ông đến Hoa Kỳ và gặp mặt Tổng thống Biden qua cuộc điện đàm cũng như sự trao đổi với nhau giữa cựu Tổng thống Donald Trump. Nhiều tình tiết mà sự có mặt của Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu ở tại Hoa Kỳ thì theo báo chí bình luận hiện nay mà thời sang truyền của Thủ tướng Do Thái với Tổng thống Biden về việc đột nhiên ngừng cung cấp vũ khí cho Do Thái, đặc biệt nhất là bom, những loại bom mà Do Thái đang cần, vì có máy bay mà không có bom cũng không làm gì được, kính thưa bạn. Vì vậy là Do Thái cần bom để oanh kích nhiều mục tiêu của Hamas. Nhưng cuối cùng thì Tổng thống Biden ông bị áp lực từ quốc tế và nhiều quốc gia, nói đến những cảnh tượng mà Do Thái đã oanh kích ở Gaza, miền Bắc và lẫn cả miền Nam Gaza, Palestine, vì vậy là ngừng tất cả. Hiện nay thì theo lời của các báo chí bình luận về cuộc họp mặt giữa Thủ tướng Do Thái và Tổng thống Biden thì Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho Do Thái về vũ khí chiến lược và vũ khí có thể là không có bom trong đó. Đó là theo những gì các báo chí chia sẻ. Còn lại vấn đề cuộc gặp gỡ là giới Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump, kính thưa bạn, thì hai bên hiện đang rằng là hợp hồ với nhau và chưa tiết lộ tin tức đặc biệt với cuộc gặp gỡ này. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới sẽ có những tin tức rò rỉ qua cuộc gặp gỡ và giới cựu Tổng thống Donald Trump, kính thưa bạn. Về tình hình chiến trường ở Trung Đông hiện tại, từ lực lượng Houthi và cho đến Hezbollah cũng như lực lượng diễu binh cách mạng của Iran ở tại Syria đang diễn ra hàng ngày, và cảnh tượng khốc liệt ở vùng biên giới giữa Liban và Do Thái. Còn lại về lực lượng của Houthi
Trong những ngày qua, thì lực lượng Do Thái tiếp tục quân kích và tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi, đặc biệt nhất là cảng và kho vũ khí, là những gì các báo chí chia sẻ tin tức trong 24 giờ kính thưa bạn. Hiện nay thì Liên Hợp Quốc đang báo động đỏ về tình hình ở Gaza. Nói đến về dịch bệnh bại sụi kính thưa bạn. Theo tin tức, Y tế WHO đã gửi một thông điệp cảnh báo và cũng như Tổ chức Y tế ở tại Palestine là hãy chích ngừa và lo cho người dân những nguồn thuốc được hỗ trợ nhiều hơn như các em bé, và dịch bệnh này nó có thể lây lan khắp cả Gaza trong thời gian tới. Đây là một thông điệp từ Y tế Thế WHO đã cảnh báo, đã có diễn ra trong những ngày qua khi dịch sốt tê liệt làm cho các em nhỏ bại sụi và thậm chí cả người lớn. Nói đến những cơn dịch bệnh này thì tình hình hiện nay về cuộc chiến ở Trung Đông có thể là tạm thời lắng dịu ở trong những ngày qua và hiện tại ngay bây giờ, nhưng còn lại về giữa lực lượng Hamas và Do Thái thì có đạt được thành công nào hay không, cũng như cuộc họp hiện tại mà thế giới đang tìm cách để chấm dứt cuộc chiến tranh này hầu như đang bế tắc, và sự tìm kiếm đó khó có thể đạt được thành công, cũng như luôn cả chuyến đi của Thủ tướng Do Thái, ông gặp Tổng thống Biden để tìm một giải pháp và ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh. Nhưng giải pháp này đang khó khăn trùng trùng, đặc biệt nhất nói đến vấn đề là con tin mà hiện Hamas còn đang giam giữ. Nếu như họ trao trả thì có thể giải quyết được vấn đề đó, nhưng Hamas thì không dám để trao trả. Lý do, nếu như trao trả, Do Thái có thể đánh ập vào ở trái tim Rafah và kiểm soát hoàn toàn đất nước Palestine. Thì Palestine có chút xíu, và kính thưa bạn, cái chuyện lực lượng quân đội của Do Thái kiểm soát là một cách rất dễ dàng. Vì vậy là quân của Hamas sẽ không còn tồn tại, bắt buộc họ phải giữ con tin để trao đổi và tìm cách để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Theo những gì mà các báo chí lên tiếng hôm nay về tình hình của Palestine và Do Thái, đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông. Còn lại vấn đề ở Iran, hiện nay từ châu Âu và luôn cả Hoa Kỳ vẫn luôn đề cập đến vấn đề Iran làm giàu chất uranium có thể sản xuất một trái bom hạt nhân trong những ngày tới. Hiện nay theo lời báo cáo từ Liên Hiệp Quốc và lẫn cả Hoa Kỳ đang báo động đỏ trước tình cảnh này. Iran thì chưa có lên tiếng về vấn đề này, nhưng theo lời phát biểu của tân tổng thống Iran, ông lại nhiều lần tuyên bố là ông nói hiện nay ông làm giàu chất uranium chỉ là tìm hiểu cũng như để sản xuất thuốc men và theo dõi khoa học, không phải lấy chất uranium làm giàu để sản xuất vũ khí hạt nhân. Thì bây giờ ông nào cũng nói là cái điều tốt hết, bây giờ không lẽ tôi nói tôi làm giàu chất uranium để tôi chế vũ khí hạt nhân kính thưa bạn. Nhưng mà tới khi là họ đã tuyên bố họ có vũ khí hạt nhân, đây mới là vấn đề hiện tại mà giữa Do Thái và Iran cũng như kinh rứa nhau như nước chứa lửa. Hai bên đã từng tuyên bố thời gian vừa qua và cho đến hôm nay là lúc nào họ cũng muốn tiêu diệt Do Thái, và Do Thái cũng muốn tiêu diệt Iran, cho sống với nhau chỉ trong một vài giờ đồng hồ hay là mấy chục phút. Những lời đe dọa đó, đanh thép đó, nó qua nó lợi càng lúc càng nhiều, nhưng giải quyết vấn đề này chưa kết thúc. Vì vậy tình hình hiện nay giữa Do Thái và Iran có thể một cuộc chiến bùng nổ sắp tới, qua những gì từ lời của diễn binh cách mạng của Iran đã từng tuyên bố từ trước tới nay. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở Trung Đông trong 24 giờ kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình khu vực châu Á của chúng ta hiện nay như sao, cũng như ở cuộc họp của phái đoàn Hamas gặp Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đó là Dương Nghị. Hai bên đã ký kết với nhau về vấn đề giải pháp hòa bình với tôn giáo và phe này phe kia ở Palestine. Đây chỉ là nội bộ của họ đã ký kết,
thì theo như lời Dương Nghị đã hoàn tất và ký kết, chính Dương Nghị để ký kết một cuộc hòa bình với tôn giáo của họ nằm trong đất nước của Palestine và không còn tiếp tục chiến đấu, không còn kình địch với nhau. Sở dĩ hai bên họ đụng độ với nhau mới đẻ ra lực lượng Hamas, kính thưa bạn. Đó là chi tiết về chuyến đi của phái đoàn Hamas đến gặp Dương Nghị ở tại Bắc Kinh.